Đây là người đàn ông có ý chí kiên định mạnh mẽ, đang ở trong trại giam mà anh ta vẫn tập luyện rất chăm chỉ. Tù nhân nghỉ ngơi thì anh ta tập quyền anh. Nếu không phải là tập cơ bụng thì cũng là chống đẩy bằng nắm đấm, cố gắng nâng khúc gỗ siêu nặng trên vai, dù trời có mưa to gió lớn cũng không chịu dừng lại. Nhưng tại sao người đàn ông này phải tập luyện điên cuồng như vậy? Hóa ra trong lòng anh luôn tồn tại sự phẫn nộ vô cùng lớn. Trước kia Kai đã có một cuộc sống tốt đẹp, công việc nhẹ nhàng lương cao, người vợ thì xinh đẹp dịu dàng khiến bao người mơ ước. Nhưng ngày nọ khi anh và vợ đang nói chuyện qua điện thoại, một tên xã hội thâm đã bất ngờ đột nhập vào nhà của anh và tấn công Lisa. Kai nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ thì vô cùng lo lắng, vội lái xe hết tốc lực chạy về. Nhưng vừa mở cửa ra, những gì trước mắt anh thật kinh khủng. Lisa đã bị bọn côn đồ sát hại dã man. Cứ như vậy, cuộc sống của Kai cũng bắt đầu sụp đổ từ đây. Khi nhóm xã hội thâm bị tóm và nhận được phán quyết từ tòa án, tiền bạc đã làm gã thẩm phán mở mắt. Tên xã hội thâm đáng lẽ phải bị kết án tử hình, nhưng kết quả hắn ta lại trắng án trước tòa, thậm chí còn tỏ thái độ kiêu ngạo hống hách trước mặt Kai. Điều này đã khiến nam chính vô cùng tức giận, anh lập tức giật súng của viên cảnh sát cạnh đó, rồi trực tiếp biến cơ thể của tên xã hội thâm thành tổ ong để trả thù cho vợ. Tuy nhiên, hành động vừa rồi cũng khiến anh nhận phán quyết chung thân, Kai cứ thế bị giam trong nhà tù khét tiếng nhất thế giới. Phạm nhân ở đó tên nào tên nấy đều vô cùng dữ tợn, tội trạng chất cao như núi không thể gột sạch, cai ngục thì chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Họ lấy đồ đạc cá nhân của các phạm nhân sau đó chiếm hữu thành của mình, nhưng chuyện này mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Quản ngục tham lam ngay cả chiếc nhẫn cưới của Kai hắn ta cũng không chịu buông tha, nếu không phục tùng thì cứ tập xác định dần là vừa. Ngày đầu tiên trong tù, nam chính được ở cùng với Billy và một tên có biệt danh chó điên biến thái vô cùng. Hắn sử dụng vũ lực tấn công Billy và hấp diêm anh ấy khiến Kai mất ngủ cả buổi tối. Sáng hôm sau, nam chính nhìn thấy vẻ mặt đau khổ đáng thương của người bạn tù, nhưng tên chó điên vẫn chẳng bị làm sao cả, thậm chí còn cười rất tươi. Nhìn gương mặt đắc ý của hắn, Kai liền nhớ ra tên xã hội thâm đã giết vợ mình lúc trước, thế là anh liền in nguyên bàn tay ngoan sinh yêu vào mặt hắn. Quản ngục thấy hai người ẩu đả điên cuồng nhưng bọn chúng chỉ giữ nam chính lại, nhìn ánh mắt của gã quản ngục với chó điên, Kai cuối cùng cũng hiểu. Thằng khốn đó đã đưa tiền đút lót, còn anh thì đến cái nịt cũng chẳng có. Thế là Kai bị lính canh nhốt trong phòng tối của nhà tù, nơi này đúng là địa ngục trần gian. Phân trộn với mưa phủ đầy mặt đất, mùi hôi thối xộc lên mũi khiến ai ngửi vào cũng thấy mắc ói, vết máu trên tường vẫn chưa khô. Nó thể hiện rằng phạm nhân ở đây lần cuối vừa tiêu đời. Thức ăn mà cai ngục đưa đến còn tệ hơn cả thức ăn cho heo, nơi duy nhất để nghỉ lưng lại là chiếc giường đá gần đường ống bốc mùi hôi thối. Nam chính lúc này dần mất đi mục tiêu sống, anh không thể chịu đựng được sự tra tấn này nữa, vì vậy Kai đã chọn cách đăng xuất khỏi thế giới để đoàn tụ cùng với vợ. Nhưng dây thừng làm từ đồng phục tù nhân có chất lượng quá kém nên đã bị đứt, Kai chán nản chọn cách đâm sầm vào tường. Kết quả là máu chảy lênh láng, trong lúc mê man anh nhìn thấy một con bướm đêm. Nó bay đến chỗ của Kai rồi lại hướng về phía có thức ăn. Dường như nó muốn nói rằng anh phải kiên cường sống sót. Cảnh tượng trước mặt khiến Kai nhớ về người vợ đã mất. Chẳng lẽ con bướm này chính là cô ấy hóa thân thành hay sao? Lần này anh đã nghĩ thông rồi. Anh sẽ cố gắng sống tiếp dù đó có là thức ăn cho heo đi chăng nữa. Cuối cùng thì Kai cũng trải qua thời gian bị giam trong ngục tối. Nhưng đám lính canh vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Sau khi nam chính ra ngoài, anh được xếp ở trong căn phòng có 4 người. Nhưng có gì đó rất kỳ lạ. Bên trong chỉ có một tù nhân mà thôi. Lính canh nói với Kai rằng 3 tù nhân trước bị giam giữ ở đây đều đã bị người này giải quyết hết cả rồi. Muốn đổi phòng khác thì ngoan ngoãn đưa tiền đi, nhưng anh trên răng dưới cắt tút thì làm gì có đồng nào cơ chứ. Thế là Kai đành phải ở chung với tên tù nhân cao to đen hôi này. Những ngày sau đó, nam chính cũng dần quen với cuộc sống trong trại giam này. Gã cai ngục trưởng vì muốn kiếm tiền nên đã tạo ra các sàn đấu võ thuật. Và tên chó điên biến thái kia chính là ông hoàng sàn đấu với chiến tích chưa thua trận nào. Đó cũng là lý do tại sao gã cai ngục trưởng lại thiên vị hắn. Trong giờ ăn, chó điên cố tình tìm đến gây chuyện, Kai không thể chịu thêm được nữa liền ra tay với hắn ta, và kết quả sau đó thì ai cũng biết, anh có lần thứ hai bị nhốt trong ngục tối. Môi trường khắc nghiệt và tàn khốc đã giúp nam chính đang tuyệt vọng ngộ ra một điều, chỉ có bạo lực mới chế ngự được bạo lực, như vậy thì chân lý mới thuộc về mình. Thế là anh bắt đầu tập luyện điên cuồng, ở trong phòng giam Kai sử dụng mọi thứ xung quanh để có thể rèn luyện gia tăng sức mạnh bản thân. 6 tháng sau, Kai đã báo tên tham gia thi đấu võ thuật, và đối thủ của anh không ai khác chính là người quen cũ chó điên. Hắn ta nhìn thấy Kai thì vô cùng ung dung đắc thắng. Chỉ với vài đường quyền cơ bản đã đánh cho anh nằm lăn ra đất đau đớn. Kai cố gắng bình tĩnh lại rồi thiết lập thế phòng thủ, từ đó tìm ra điểm yếu của chó điên mà tấn công đáp trả. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Kai mà thôi, chứ thực tế thì anh bị hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng. Từng đòn của chó điên đều mang sát thương vô cùng lớn. Cuối cùng sau bao nhiêu bát cháo hành thơm ngon thì Kai cũng nắm bắt được thời cơ. Anh bắt đầu phản công đấm cho hắn phụt siro mỏ. Tuy nhiên điều này càng làm cho chó điên tức giận hơn. Hắn điên cuồng đấm đá khiến nam chính ngã sõng xoài trên đất. Mặc dù Kai gần như mất ý thức rồi nhưng chó điên vẫn không để yên cho anh.
hắn ta nắm lấy chân Kai rồi cố gắng kéo anh thật mạnh về phía cột sắt. Dám động tới con chim sơn ca của tao thì mày tới số rồi. Kai phản công đạp vỡ hai trái trứng quốc của chó điên, sau đó đè hắn xuống rồi cắn thẳng vào mạch máu. Đến khi Kai ngục chạy tới để ngăn cản thì chó điên đã mất mạng rồi. Kai cuối cùng đã chiến thắng. Anh gầm lên như một con thú hoang dại. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Kể từ đó về sau, nam chính càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đúng là có công mài sắt có ngày chai tay, a nhâm có ngày nên kim. Đến nước này thì có cái gì mà phải sợ cơ chứ? Kai giống như một kẻ bất cần đời điên dại. Bất kể đối thủ có tung bao nhiêu cú đấm, chỉ cần không bị đánh chết thì người chiến thắng cuối cùng sẽ luôn là anh. Vì không ai có thể đánh bại được Kai nên anh đã trở thành vị vua mới của sàn đấu sinh tử trong tù. Và đương nhiên anh cũng được hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất. Kai chăm chút cắt tỉa mái tóc cùng bộ râu sồm cho đẹp trai hơn. Nhưng biểu cảm lạnh như băng và tràn đầy khí chất của anh khiến tất cả đều phải nhượng bộ. Chẳng thể ngờ rằng có ngày Kai lại trở thành người mà chính bản thân mình ghét nhất. Còn Billy, người đã bị chó điên bắt nạt, lại phản đối sự bạo lực. Anh chàng luôn luôn cố gắng tìm cách để vượt ngục. So về tính kiên trì bền bỉ thì Billy và nam chính đều như nhau. Lính canh không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta bẻ khóa và bị họ bắt được. Gã cai ngục trưởng vì muốn dạy dỗ Billy đã nhét anh vào trong phòng giam cùng với một tên tù nhân độc ác. Trước khi chết, Billy hy vọng Kai đừng đánh mất chính mình, đừng trở thành kẻ đại diện cho bạo lực. Những lời này đã khiến Kai thức tỉnh. Kể từ đó về sau, anh ấy bắt đầu chống lại cường hào ác bá. Trong một trận đấu võ thuật, đối đầu với tên tù nhân độc ác đã tra tấn Billy đến chết, anh đã để đối thủ tấn công mình. Dù có chết cũng không đánh trả lại. Quả nhiên điều này đã khiến giám đốc nhà tù để ý tới. Mặt mày ông ta tái mét vì thua sạch túi. Thế nên gã giám đốc muốn giáo dục nam chính một trận. Nếu Kai không chịu thi đấu thì anh sẽ chết trên giá sắt. Nhưng nam chính đâu có dễ dàng nhượng bộ như vậy. Bất kể nắng gió hay mưa bão, dù trời có sập hay động đất kinh hoàng, thậm chí ngay cả khi thần chết sắp ghé thăm thì anh vẫn kiên định không lựa chọn thỏa hiệp. Tinh thần bài trừ cái ác của anh đã khiến tất cả tù nhân đều cảm nhận được. Cuối cùng họ cũng hiểu ra đám quản giáo này chỉ muốn kiếm tiền từ tù nhân chứ chẳng hề tốt đẹp gì. Và họ không muốn trở thành quân cờ trong tay bọn chúng. Thế là các tù nhân bắt đầu liên kết lại với nhau. Không có ai chịu ra sân thi đấu nữa. Như vậy có nghĩa là nam chính đã giành chiến thắng rồi. Không còn bạo lực trong tù thì đám cai ngục sẽ mất đi nguồn thu nhập. Nên chúng sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Kai. Lão giám đốc đã thả một kẻ nguy hiểm bậc nhất trại giam ra, muốn mượn tay hắn để giết người. Với thân hình khổng lồ cùng sức mạnh tuyệt đối, chẳng mấy chốc nam chính bị bón hành cho ngập miệng. Hắn quăng quật rồi tung đòn khóa cổ khiến Kai rơi vào thế thập tử nhất sinh. Trong lúc nguy cấp, nam chính đã đập tay vào cổng sắt theo tiết tấu. Không ngờ tên to cao này nghe xong liền buông tay. Thì ra khi Kai còn bị nhốt trong phòng tối, anh thường nghe có tiếng đập vào bức tường bên cạnh. Dù hai người họ không nhìn thấy mặt nhau nhưng đã sử dụng tiếng gõ này để an ủi đối phương và trở thành bạn tốt. Người đàn ông to lớn vội vàng đỡ nam chính dậy thay cho lời xin lỗi. Chứng kiến cảnh này, lão giám đốc vô cùng tức giận. Hắn ra lệnh cho lính canh rút súng trừ khử hai người họ. Anh chàng khổng lồ liền đứng ra bảo vệ Kai. Sau đó lao thẳng đến chỗ cai ngục bắt đầu đồ sát. Nhân cơ hội đó, những tù nhân khác đã phá cửa xông hết ra ngoài. Bọn họ lập tức tiến hành một cuộc bạo động trong nhà tù. Thấy căng thẳng đang dần leo thang, quản ngục chỉ có thể sử dụng súng máy để trấn áp tình hình. Người da đen bị lính canh gọi là kẻ sát nhân đã tìm đến nam chính tâm sự. Anh ấy nói rằng những tên tù nhân mà anh đã giết chết trước đó đều là những kẻ xấu xa. Anh da đen hy vọng Kai có thể mang theo bằng chứng về đám lính canh xấu xa do mình thu thập được, sau đó vượt ngục và đi ra ngoài báo cáo tất cả bọn chúng. Còn về việc trốn thoát như thế nào, anh da đen sớm cũng đã có kế hoạch cụ thể. Anh ấy đưa Kai vào trò chơi chiến đấu một lần nữa. Bất luận thắng hay thua thì quản giáo chắc chắn sẽ lấy cớ và giải quyết nam chính. Như vậy thì Kai sẽ có cơ hội vượt ngục. Mọi thứ đúng như kế hoạch của anh da đen. Nam chính đang trong trận chiến cuối cùng với tên tù nhân độc ác đã giết Billy. Lần này anh không còn ngồi yên nữa mà tặng cho hắn cả rổ hành. Cứ ăn hết anh lại vực hắn dậy bón tiếp cho đến khi ói ra thì thôi. Cuối cùng anh dùng hết sức lực giúp hắn nhận ra hộp sọ của con người không thể cứng bằng sắt thép. Nhưng có điều sau bài học đó thì hắn cũng cỏ mọc xanh mộ mất rồi. Vì Kai đã giết người nên bị quản giáo đưa đến nơi hành quyết. Khi bọn chúng hớn hở vừa tới nhà xe thì bất ngờ bị anh da đen xông ra phục kích. Đám cai ngục cứ thế dụng từng thằng một. Mặc dù đã giải quyết xong đám ác nhân nhưng bản thân anh da đen lại không có ý định rời đi. Kai không còn cách nào khác đành phải mặc đồ của cai ngục. Sau đó lái xe qua nhiều cánh cổng mà đám lính canh không hề hay biết. Còn anh da đen bên này thì đi thẳng đến phòng của lão giám đốc trại giam. Anh nhẹ nhàng rút ra một cái kìm để giúp hắn ta kéo cho cái lưỡi dài thêm. Cuối cùng thì kẻ ác cũng bị trừng phạt. Nam chính đã đem theo bằng chứng rời khỏi nhà tù này và trở thành người tự do. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.